Cô chào các bạn, cô tên là Phương, cô đến từ Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh. Cô tiếp tục hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong module 1 bài 1 giao diện, chương trình lập trình viên công nghệ Java. Đối với bài 1.3 này, chúng ta sẽ thiết kế màn hình cho người dùng cập nhật liên hệ như phần hình ảnh mà các bạn đang quan sát thấy sẽ gồm hai phần. Phần đầu người dùng sẽ nhập họ tên nhấn tìm kiếm và phần 2 là hiển thị thông tin và có thể chỉnh sửa lại thông tin. Sau đó nhấn cập nhật để cập nhật lại thông tin liên hệ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài này. Thì đối với bài này chúng ta có thể sử dụng lại form thêm liên hệ mới này ha các bạn ha. Chúng ta copy form thêm liên hệ mới này và chúng ta đặt lại là cập nhật liên hệ. Và đối với phần cập nhật liên hệ này thì chúng ta sẽ di chuyển các cái điều khiển của chúng ta và bỏ đi cái label này ha các bạn ha. Chúng ta đưa những cái điều khiển này của chúng ta xuống dưới một chút. Sau đó thì các bạn thấy là ở đây chúng ta thêm một phần là họ tên, một cách field, một phần tìm kiếm. Thì chúng ta có thể copy cái phần họ tên và chúng ta dán lên phía trên. Và ở đây là mình phải đổi lại tên biến là họ tên tìm. Và ở dưới thì vẫn giữ nguyên là họ tên. Sau đó chúng ta thêm vào một cái button. Cái button này nó là cái button tìm kiếm btn, bạn đặt tên là tìm. Và cái tag bạn có thể đặt lại là tìm kiếm. Rồi sau đó thì chúng ta chỉnh lại kích cỡ của form cho phù hợp. Chúng ta đi tìm một cái separator và chúng ta đặt vào cái vị trí chúng ta muốn đưa separator vào. Rồi sau đó chúng ta kiểm tra lại là trên form này đầy đủ chưa hết các bạn ha. Ở đây sẽ là thông tin liên hệ ha, chứ không phải là thêm mới liên hệ. Chỗ này là thông tin liên hệ. Và chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thấy là nội dung của chúng ta đủ ha. Ở đây các bạn sửa lại cái phần button này là button cập nhật ha. Và ở đây thì chúng ta sẽ sửa lại phần tag là cập nhật và chỉnh lại kích cỡ của. Và bây giờ thì chúng ta đã thiết kế xong, chúng ta thực thi. Và ở đây thì các bạn thấy là có một cái phần thông báo lỗi là do hồi nãy chúng ta đã copy và có những phần chúng ta cần phải bỏ đi. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta cái label hình ảnh này chúng ta bỏ đi rồi thì chúng ta sẽ xóa bỏ nó đi ha các bạn ha. Chúng ta không để nó nữa. Và ngoài ra thì chúng ta có thể giữ lại cái TXT hình ảnh này cho cái phần các cái nội dung ở phần cập nhật liên hệ này. Như vậy là ở đây cô sẽ sửa lại chỗ thêm mới liên hệ này thành cập nhật liên hệ. Sau đó thì cô lưu lại và cô sẽ thực thi cái form này để xem kết quả. Thì đây là form chúng ta đã thiết kế xong theo yêu cầu, gồm hai phần là phần tìm kiếm và phần cập nhật. Thì bây giờ các bạn sẽ giúp cô các bạn thiết kế form này để sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta làm việc với các form mà chúng ta đã thiết kế.